Vâng, tôi đang mừng chào tất cả các bác nhá. Đêm nay thì lại đến ở chỗ cơ sở để nấu cao về thuốc nam này các bạn. Với tất cả các cây dược liệu của thuốc nam để đưa vào để nấu cao các bác nhá. Đấy. Nấu cao như này để cho tất cả các bệnh nhân như là các cô, các bác, các chú hoặc là như các cháu đi làm cơ quan, công chức cũng như là làm công ty ấy, để mình sử dụng cái này cho nó thuận tiện đúng không nhỉ? Đúng không? Và mình dùng về cái cây thuốc ấy, nấu nhiều khi nó cũng lành cành đó. Đấy, nhưng mà những ai không tin tưởng lắm thì dùng cái cây thuốc băm nó còn nguyên lá đó. Mà những ai mà có tin tưởng rồi nhé, tin tưởng về lâu nay đã dùng thuốc của cơ sở rồi thì mà muốn dùng cái loại cao cho nó thuận lợi ấy, thì về dùng nấu cao như thế này. Đấy. Thì về cái công thức là chú Chính ơi. Đây là bắt đầu bỏ vào nấu Đây này là bắt đầu đưa dược liệu vào trước khi mình rửa dược liệu xong cho vào đây này. Nấu một ngày ra một nước. Nhưng nồi này Thế là là ở trong này bây giờ còn có dược liệu không? Ở trong đấy không? Nó mở mở ra có được không? Mở đây xem có. Một ngày nấu ra một nước thì thế nào? Xong mở được mà. Đây là cái lò nấu cây dược liệu lần đầu tiên đúng không? Đấy, thì bỏ dược liệu vào đây, đây. Lên xem. Đây. Tất cả các cây dược liệu. Đây là đang cái nồi cao gì đấy ở chú Trinh? Cao cao này là Cái này cao của của thận em. này đúng Cái này em làm không? Đây để giải độc đi nha. Đây, nhìn thấy cỏ tranh như rồi đúng không? Giải độc. Cái này trong cái này là nồi cao này là cao gan rồi. Đó, cao này cao gan. Xong cái nồi này sang bắt đầu chuyển sang nồi thứ hai đây hả? Nồi đó là lấy nước ra, nếu mà vào chảo này nó không kịp thì cho sang đó để chờ sang bên này cố. Khi nào cố gần đặc rồi thì lọc quá mấy lần rồi bắt đầu cho vào nồi này quẩy bằng motor. Đây, đây là cái nồi đầu tiên bỏ cái cây dược liệu. Nồi này mấy tạ đây? Mấy mấy tạ dược liệu đây? Nấu tầm cỡ 4 đến 7 tạ 7 tạ hả? tùy vào cái thuốc lá. 7 tạ dược liệu này. Đây xong bắt đầu là mình chuyển cái nước sang nồi thứ hai đây đúng không? Chuyển nước sang nồi thứ hai. Chuyển nồi thứ hai xong bắt đầu là sang cái chảo đây hả? Sang cái chảo này để lọc, để cô à? Đấy, cái chảo để cô. Chảo để cô sau bắt đầu là để làm thành đặc rồi còn phải chuyển sang tiếp cái nồi bên này. À thế à? Cho nồi bên này thì là nấu tiếp hay như nào? Nấu tiếp cái này thì nó cách thủy thôi, mình rửa ra đánh sạch sẽ rồi cho motor lên rồi cho nước vào quay thôi. Cái nước cục vào quay với cái thủy thôi. À, đây. Thế là bắt đầu lúc bỏ cái cây dược liệu vào cái nồi đầu tiên rồi vào nồi thứ hai bắt đầu chuyển sang chảo đấy, để đến cái lúc cho nó thành cao thì khoảng bao nhiêu thời gian nó mới thành cao để sử dụng được? Mà củi lửa tốt á, thì nó tầm cỡ 10 ngày đến 15 ngày. Nên còn đêm mà nấu một mẻ mà 1 tấn hoặc hơn 1 tấn thì phải chia ra cái nồi này nấu làm 2 lần thì được nấu cả tháng ấy, mới được một mẻ cá. Thế cả. Tức là nó phải nếu như mà nấu cho nó tròn chỉnh thì nó vào khoảng nói chung là vẫn tùy thuộc vào mình nấu ít hay nhiều. Rồi. Ví dụ như là mình đang nấu cái mẻ này nó vào 7 tạ đúng không? Cái mẻ này thì vào 7 tạ. 4 tạ rưỡi. 4 tạ rưỡi. Thì hàng lạ nhiều. 4 tạ rưỡi. 4 tạ rưỡi thì nấu đấy mà nấu nấu nhanh thì cần phải dưới ngày. Dưới ngày là sao? Còn cứ tốc độ như thế này là cứ phải củi như thế này là cứ cả đêm cả ngày. Thường thường kiếm nấu từ 8 đến 11, 12 giờ đến mà tắt rồi nghỉ thôi. Thế còn còn cái ở bên này là mình sôi như này rồi đúng không? Sôi như này rồi. Còn cái chảo bên kia là mình múc sang này như nào? À, bên kia múc dần sang đây để cố. Khi nào nó gần đặc rồi thì lọc thêm 1 đến 2 lần nữa. Như giá đó là cố là lọc lọc cho vào chảo kia. Chảo kia xong đây, bên kia lại đây lọc đây, để đây lọc là bước 1 đi, bước 1 này. Bước 2 này, bước 3 này, bước 4 này. Đó, bước 5 ở trong trong này nó mới mới thành cao được đúng không? Tức là là mình phải 5 bước. Mình lọc tầm cỡ 3 lần là đẹp nhé.
Như cây này là chưa gần lọc được. Đặc đặc này là mình chờ xong lọc lại một lần rồi là cho vào bên kia là. Còn ra một cái lọc, lọc xong thì cho vô đó nấu rồi lại lọc xong cho không đấy. Lọc ba lần để cho sau này nó thành cáo, nó không bị cằn bà. Rồi rồi. Thế là nhà mình là cũng có tất cả nấu về cao như là xương khớp, đúng không? Xương khớp này, dạ dày này, gan này, đúng không? Thì mời tất cả các bác hãy cùng tôi qua bên này. Đấy là xem về cái lò để nấu cao trực tiếp ở đấy rồi. Còn đây là tất cả về cái chỗ kho dược liệu. Đây kho dược liệu như ở đây này. Tất cả các cây thuốc dược liệu hái từ ở rừng về này. Đó, để đóng bao kín để làm sạch sẽ như thế này. Đây, có máy băm này các bác nhé. Đây, máy băm này. Đây. Tất cả cái chỗ này là củi. Củi để đưa vào nấu cao. Còn đây, đây tất cả các cây dược liệu. Thì ở nhà mình là vẫn làm trong cái bộ phận cao như thế là có cao xương khớp này, đúng không? Cao xương khớp với cao dạ dày. Cái cao gì nữa nhỉ? Gan, thận. Cao gan, cao thận. Cao và cao như là phim phụ khoa. Đây có rất nhiều các bác nhé. Đây, tất cả các cây dược liệu đây để chuyên cung cấp nấu cao này. Đấy, nắng này đang phơi này. Đó, chuyên cung cấp nấu cao có rất nhiều luôn các bác. Đấy, tất cả các cây dược liệu và các vị thuốc luôn đây này. Đó. Các cây dược liệu và các vị thuốc. À, gắm đen không rồi, băm phơi đây được hả? Gắm đỏ. Ừ. Gắm đỏ đúng không? Gắm đỏ. Ừ, băm nó đen như này. Lúc đầu nhìn nó rất đẹp, chặt trong rừng rất đẹp các bác này. Đây. Đó. Đây là gắm đỏ, gắm máu đấy. Lúc đầu chặt trong rừng nó đẹp lắm. Bây giờ vơi như này. Những cái vị gì đây giới thiệu cho tất cả mọi người này. Cái này là cáo dạ dày đấy, cáo dạ dày chuẩn bị nấu đấy. Chuẩn bị nấu cao dạ dày, chuẩn bị nấu đấy. Đóng chuẩn bị nấu cao dạ dày nó. Còn cái món này về xương khớp đúng không? Khớp về gan, chặt chiều đây về gan này đúng không? Đấy có rất nhiều luôn các bác nhé. Đấy có tất cả các cây dược liệu được. Đấy có rất nhiều, hàng kho luôn. Đấy từ cái lò cao ra đến đây. Đấy đến qua cái chương trình này tôi cũng xin mời tất cả các bác của chúng ta ở trong hội thầy thuốc cũng như là các bác mà còn thiếu những cái vị gì đó. Đấy, đây cây bưởi rừng này. Cô chặt chiều đó là các bác có nhu cầu sử dụng đến cao cho nó thuận tiện đấy. Đấy thì cũng xin liên hệ nhé. Đây ăn xoa đấy đúng không? Ăn xoa Việt Nam. Đây để xin liên hệ đến cơ sở để được hỗ trợ tư vấn miễn phí các bác nhé. Đấy. Có rất nhiều đó. Nhiều luôn đấy chứ không phải ít đâu. Có xỉ và lẻ cho các bác luôn nhá, có xỉ lẻ đấy, tất cả các bác có nhu cầu về những cây dược liệu về cao đấy, huyết đằng có nhiều, rất nhiều luôn đó. Thì các bác cứ hãy xin liên hệ nhé, xin liên hệ để được tư vấn miễn phí. Là như các bác nào không may mắc chứng bệnh về gan thận, xương khớp, dạ dày, sỏi thận các thứ vân vân, nếu có nhu cầu muốn dùng về cao nhé, xin liên hệ để được tư vấn miễn phí các bác nhá. Vâng, có lẽ đến đây thời lượng nó cũng có hạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở chương trình lần sau ạ.